Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Ta là Vương Phú Quý đây. Vương Phú Quý, ừm. Vào trong rồi nói sau. Theo lời kể của Vương Phú Quý, đa số người từ già đến trẻ của từ gia đều đã bị một bang hội có tên là Lâm Hồ Bang bắt đi rồi. Không ai biết bang hội này có bối cảnh gì, cũng không biết do người phương nào sai khiến, thậm chí không tra ra được tung tích của bọn chúng. Từ gia bị bắt 2 lần liền, nên còn ai dám tiếp tục làm việc ở từ gia nữa. Một vài người hầu gia đình còn lại thì cuốn hết vào tài vận của từ thì cũng hết tài vật của từ gia rồi bỏ trốn cả lũ, chỉ còn lại một mình Vương Phú Quý. Vì sao không báo quan? Báo rồi nhưng quan phủ cũng không tra ra được. Hôm đó trừ gia đình người hầu đang làm việc ở bên ngoài ra thì toàn bộ người của từ gia đều bị bắt đi. Tiểu nhân đúng lúc đang ở trong nhà xí nên mới may mắn thoát được. Vậy tại sao ngươi lại không chạy trốn? Từ gia đối đãi với ta không tệ. Vương Phú Quý ta sinh ra là người của từ gia, chết là quỷ của từ gia. Ngươi đúng là một kẻ trung thành và tận tâm. May mà Diên Nhi không ra tay độc ác. Chủ tử đánh ta, thiên kinh địa nghĩa. Chuyện Diên Nhi trở về ngươi phải giữ bí mật. Còn việc từ gia bị bắt, ta sẽ tự điều tra, dạ. Mặc dù đã trẻ lại rất nhiều, nhưng vẫn mang bộ dạng gầy yếu, gần đất xa trời như trước. Vương Phú Quý chỉ biết não ra đưa Diên Nhi đi, nhưng lại không biết đưa đi đâu, đi làm gì. Cũng càng không biết chuyện sư phụ của tiểu Diên Nhi là lão ma đầu. Lui xuống đi, Diên Nhi có đồ nhi. Sáng sớm ngày mai, con đến Thanh Long hội một chút, bảo bọn họ điều tra thử bang hội tên là Lâm Hồ Bang này xem sao. Đồ nhi tuân mệnh, nhớ kỹ, đừng để bại lộ thân phận đấy. Đồ nhi hiểu rồi ạ. Hoàn thành nhiệm vụ chi viện Đoạn Mộc Sinh, ban thưởng 200 điểm công đức. Minh Thế Nhân hoàn thành chi viện, hắn là đã đi khôi phục bình chướng rồi. Lúc rời khỏi Kim Đình Sơn, mình đã giao nhiệm vụ là để hai đứa nó cùng nhau khôi phục bình chướng của Kim Đình Sơn. Nhưng đột nhiên nhiệm vụ lại chỉ biểu thị có một mình Minh Thế Nhân. Chỉ có một khả năng, đó chính là Lão Tam đã bị thương rồi. Cùng lúc đó Kim Đình Sơn. Sư phụ vậy mà lại xuống núi rồi. Lão nhân gia, ông ấy rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Khả năng là do kìm nén ở trên núi lâu rồi, nên ra ngoài giải sầu một chút. Lại không muốn để người khác biết được thân phận của mình. Lời huynh nói có đạo lý, khoảng thời gian này sư phụ luôn ra bài không theo sáo lộ thông thường. Đã lại không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của ông ấy. Trước kia sư phụ lão nhân gia ông ấy có thực lực tuyệt đối, nên luôn khinh thường việc phải động não. Mọi kỳ kế ở trước mặt lực lượng tuyệt đối đều sẽ chỉ biết dãy dụa không có ý nghĩa thôi. Có lẽ vậy, việc khôi phục bình chướng đành phải làm phiền một mình sư đệ vất vả rồi. Thương thế đó của ta, nếu không mất vài ba tháng, sợ là sẽ không thể nào khỏi hẳn đâu. Nghĩ hay lắm. Giả bộ một chút là được rồi. Đừng có mà được voi đòi tiền, đệ và huynh. Người nào người nấy cũng đều bị đánh từ nhỏ tới lớn. Thương thế nặng hơn thế này, đều đã từng chịu qua rồi. Sư đệ quả thật là không tệ hơn người, thông tuệ hơn người. Ơi, 10 ngày, sau 10 ngày mà huynh vẫn muốn làm, thì đệ bỏ gánh không làm nữa. Đến lúc sư phụ trở về xem huynh có xong đời không. 10 ngày thì quá nhiều, 7 ngày là đủ rồi. Sư đệ đã nuôi xuống đi, ta phải chữa thương rồi. Cô nam quả nữ ở cùng một phòng thì không tiện lắm. Sư phụ ơi sư phụ, rốt cuộc người đang nghĩ cái gì vậy? Ồ, phi thư.
Sao sư phụ lại biết tam sư huynh bị thương rồi? Cương khí tung hoành, năng lực cảm nhận bao quát chung quanh vài trăm thước. Trừ một vài loài chim bay thú chạy đang nghỉ ngơi bị hù dọa ở bên ngoài ra, thì mình không cảm giác được những sinh vật khác. Nhưng sư phụ lão nhân già, ông ấy đang nhìn chằm chằm ở xung quanh vậy. Mặc kệ ngươi có đang ở đây hay không, sư phụ ở trên cao, Đồ Nhi không hề có ý bất kính với ngươi. Xin sư phụ hãy yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ cố gắng khôi phục bình chướng. Trông nom Kim Đình Sơn cẩn thận. Đừng hoảng hốt, chỉ cần thuận theo sáu lộ mới của sư phụ mà đi, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì hết. Quản giáo Minh Thế Nhân thu hoạch được 100 điểm công đức, độ trung thành của Minh Thế Nhân cộng 2%. Dùng tế trí thần thông cổ để hiểu được tường tận về tương lai, mới biết rằng tương lai là thứ không thể nào đoán được, dù chỉ là số kiếp của một hạt bụi nhỏ. Dùng nhĩ trí thần thông cố, để không ngại với trời, với mọi âm thanh trên mọi vùng lãnh thổ, thì việc nghe hay là không, tùy vào tự do của mỗi người. Dùng pháp trí thông cố, có thể diễn thuyết tốt, có thể diễn tốt mà không ngại pháp môn. Hưng bố pháp vân, hàng chú pháp vũ, dĩ chúng diệu âm, khai kỳ ngộ nhập, đạt đến thanh tịnh siêu thoát. Nhớ lại lúc đọc quyển Nhân Tự Quả Thiên Thư lần đầu tiên này, chỉ có trang bìa là văn tự, còn lại thì toàn là chữ dạ, toàn là chữ gà bới. Hiện tại lại đọc được thêm hai trang nữa, chẳng lẽ có liên quan tới thọ mệnh và tu vi cảnh giới của mình. Tu luyện thiên thư vốn là để đề thăng tu vi, mà hiện tại lại phải đề thăng tu vi thì mới có thể nhìn thấy được văn tự, hình như lẫn lộn đầu đuôi rồi. Từ sau khi tiếp nhập ngưng thức cảnh, dựa vào pháp thân quả thật đã hấp thu được không ít nguyên khí, nhưng những thứ này khi đối mặt với cường giả thần đỉnh cảnh thì chẳng khác nào sâu kiến. Cố ý làm mình khó xử chứ gì. Đêm dài đằng đẵng, dường như ngoài đọc thiên thư ra thì cũng chẳng còn gì để làm nữa cả. Sáng hôm sau, Thanh Long hội, ý người là người đã đả thương các người là một tiểu cô nương chỉ chừng 15-16 tuổi, còn có một lão gia hỏa 7-80 tuổi, đà chủ của Liễu Chính Phong, một tên tu hành giả thông huyền sơ kỳ, một tên tu hành giả thối thể thất bát trọng, có dũng khí gì mà dám khiêu khích Thanh Long hội ta? Thuộc hạ không biết, thuộc hạ đang thu đệ tử ở đầu đường Thanh An Dương thì dã nha đầu đó đột nhiên xuất hiện, một cước đạp Giang chấp sự đến mức trọng thương. Ra của dã nha đầu đó còn nói cái gì? Còn nói lão sẽ đích thân tới bái phỏng. Hôm nay ngươi hãy dẫn theo 20 danh huynh đệ để tìm cho được kẻ đã đả thương Giang chấp sự. Rõ. Đại chủ, bên ngoài có một nữ tử cầu kiến, không gặp. Làng nói kiên nhẫn của làng có hạn, khi nàng có thể tuân thủ phân phó trước đó của gia gia thì ngài tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Ra ngoài xem. Người này mạnh thật, tu vi của nàng ít nhất cũng phải là phạn hài cảnh, làm sao bây giờ? Đã nói là kiên nhẫn của bản cô lương cố hạn, ta không đánh các ngươi thì cũng đã tốt lắm rồi, còn dám để ta đợi ở bên ngoài. Thuyền trưởng tới rồi, thuyền trưởng, chính là làng ta đã đánh Giang chấp sự bị thương. Thì ra là một vị cao thủ. Ngươi chính là đầu sỏ vô tích sự của Thanh Long hội, đầu sỏ. Cô nương phải biết trời cao đất dày, cô cho rằng bản thân là phạm hài cảnh thì không ai áp chế được cô lương hay sao? Nói gì vậy? Ta đang hỏi người, ngươi là đầu sỏ của đám này phải không? Ta là thuyền trưởng của Thanh Long hội, An Dương phân đà Liễu Chính Phong.
Lời ngươi nói có tác dụng hay không? Đương nhiên là có. Vậy thì tốt, bản cô nương có chuyện muốn giao cho ngươi. Vốn muốn nghĩ xem đối phương rốt cuộc là tài giỏi cỡ nào mà dám đắc tội với Thanh Long hội. Nói nửa ngày cuối cùng lại là nói nhảm. Đủ rồi, bắt lấy làng ta. Đầu sỏ, ngươi đúng là không ngoan, ngươi đúng là không ngoan. Phạm Hải Cảnh mở bát mạch. Phạm Hải Cảnh, phân làm 8 mạch, sau khi đã thông 2 mạch mới tính là tiến vào Phạm Hải Cảnh, đạt được 6 mạch, còn lại sẽ đạt tới cảnh giới cao nhất của Phạm Hải Cảnh. Tám mạch đã mở liền có thể lợi dụng nguyên khí ở trong mạch phát động tiến công. Mở được hết 8 mạch, Mộng Hải tương đương với vô địch dưới trưởng thần đình cảnh. Cho dù là Thanh Long hội An Dương phân đà, có mạnh cũng không thể là phân phó một thần đình cảnh trấn thủ. Mạnh quá. Đợi đã. Đợi cái gì mà đợi? Không ngờ cô lương là cường giả, mở 8 mạch của Phạm Hải Cảnh. Coi như là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Xin cô lương thủ hạ lưu tình. Có gì từ từ nói. Ta có việc giao cho người. Mời cô lương nói. Giúp ta điều tra Lâm Hồ Bang. Lâm Hồ Bang, chưa từng nghe tới cái tên này bao giờ. Chuyện bắt cóc, từ ra bọn chúng chính là chủ mưu. Bản cô lương cho ngươi thời gian 3 ngày để điều tra ra tung tích của hắn. Lâm Hồ Bang dám bắt cóc Từ Gia, chuyện này Thanh Long hội không quản được. Ngươi nói lại xem. Cô nãi nãi, ta nhất định là sẽ điều tra được tung tích Lâm Hồ Bang trong vòng 3 ngày. Nghe lời. Ngươi là kẻ vừa rồi cầm tiễn bắn ta. Không không không. Chính là người. Tiểu quỷ to gan. Nghe lời, không nghe lời sẽ giết hết Thanh Long hội các người. An Dương Thành xuất hiện cao thủ trẻ tuổi thế này lúc nào? Kỳ lạ, nếu như môn phái khác tới đây gây chuyện thì có thể giết người. Nhưng vị cô lương này chỉ đánh bị thương, còn vô duyên vô cớ giao nhiệm vụ. Mông ta đau quá, ngươi không sao chứ? Không. Lâm Hồ Bang, Thành An Dương có thế lực này hay sao? Hoàn thành nhiệm vụ, thay đổi Thanh Long hội phần thưởng là 2.000 điểm công đức. Từ ra vẫn như ngày xưa, lúc cơ thiên đạo đến An Dương vô tình gặp được Tiểu Diên Nhi, muốn thu nó làm đồ đệ, xong lại bị cha của Tiểu Diên Nhi phản đối. Sau này không biết vì sao mà cha mẹ của Tiểu Diên Nhi lại chủ động đưa nó lên núi. Vương Phú Quý, những năm nay Từ ra xảy ra chuyện gì? Vẫn như vậy, 5 năm trước cũng không có gì 5 năm trước, ý ngài là Mộ Dung gia Nói tiếp đi. 5 năm trước, Mộ Dung gia và Từ gia không hề hợp nhau. Lúc đó sản nghiệp hai nhà trải khắp các miền. Lão gia chú tâm buôn bán nên cũng coi như là giàu có. Sau này Từ gia và Mộ Dung gia trở mặt thành thù. Thiên hạ đại viêm. Tu hành giả vốn không hỏi thế sự, nhưng luôn có kẻ xấu xa. Lão gia và phu nhân nhiều lần bị ám sát. Mộ Dung gia là mà biết là do bọn họ làm, nhưng không có chứng cứ xác thực, chúng ta cũng không biết hỏi như nào. Vụ bắt cóc lần này cũng do Mộ Dung gia làm. Ban đầu Từ gia vì bảo vệ Tiểu Diên Nhi nên mới đưa nàng lên núi. Lô không dám phán đoán lung tung. Tu hành giả có thể làm đến như vậy
chắc chắn tu vi không thấp hơn Phạn Hải Tứ Mạch. Mộ Dung gia không có tu hành giả à? Bề ngoài thì không, nhưng bên trong có hay không thì không ai biết. Cửa chính có không đi? Cứ bò ở cách vách làm gì? Ông ơi, đi cửa chính phải gõ cửa mở cửa. Đi cửa vách tiện hơn nhiều. Sau này không được làm như vậy. Dạ. Dạy dỗ Tiểu Diên Nhi đạt được 100 điểm công đức. Mọi việc sao rồi? Bọn họ rất là nghe lời, có khi có thể tra được bang phái Lâm Hồ. Ơi, cháu không đánh bọn họ chứ? Không đánh, tên đà chủ kia rất tốt. Hắn nói sẽ tra ra được dấu vết của phái Lâm Hồ trong vòng 3 ngày ấy. Ông ơi, ông đừng nhìn cháu như vậy chứ, cháu thề cháu đang nói thật đó. Nguyên văn câu nói chính là như vậy, từ từ dạy bảo vậy, đâu thể một sớm một chiều. Nhoáng cái đã 3 ngày, lão tiên sinh, tiểu thư, một mình đến Thanh Long hội. Lô có cơ, lô có hơi lo lắng cho tiểu thư. Nếu ta là người thì sẽ phải lo lắng cho an nguy của đám Thanh Long hội ấy, hả? Mấy ngày nay lô có nghe ngóng được đám Thanh Long hội tích cực điều tra tin tức của phái Lâm Hồ, dấy nên gió tanh mưa máu cả thành. Vương Phú Quý lo lắng là chuyện bình thường, dù sao Thanh Long hội có U Minh giáo làm chỗ dựa, giáo chủ còn là cao thủ Vu Chính Hải đứng top 2. Chỉ một cái tên này thôi đã khiến người nghe khiếp vía. Giết chết một ác đồ cộng 10 điểm công đức. Giết chết một ác đồ cộng 10 điểm công đức. Giết chết một ác đồ cộng 10 điểm công đức. Tính cách của Tiểu Diên Nhi vẫn không kiềm chế được. Tên Lục Xuyên, chủng tộc, nhân tộc, tu vi. Nhưng thức cảnh, luyện khí hóa thần, điểm công đức 1.254. Pháp thân Tam Hoa Tụ Đỉnh. Tuổi thọ còn lại 4.505 ngày. Đạo cụ: thẻ trạng thái cơ thiên đạo đỉnh phong 2, lá chắn chí mệnh 3, bạch trạch, công pháp tam quyển thiên thư. Cộng thêm phần thưởng trước đó, Tiểu Diên Nhi đã giết chết 50 tên ác đồ. Cũng không hy vọng Tiểu Diên Nhi vừa nhập thế còn có thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện, dù sao làng vẫn còn nhỏ. Cơ mà từ những gì mà Vương Phú Quý nói, bình thường Thanh Long hội làm nhiều việc ác, bách tính bị hại, nhưng chỉ dám giận chứ không dám nói. Sau lưng có U Minh giáo chống lưng, khiến cho các nhà không dám hỏi nhiều. Cứ thế mãi sẽ trở thành tai họa cho An Dương. Giết cũng hại, giết cũng chỉ là giết, không đáng để đồng tình. Phú Quý, ngươi tới Mộ Dung gia nghe ngóng xem thử, gần đây có động tĩnh gì không? Nô tài đi làm ngay, chờ đã, lão tiên sinh còn có dặn dò. Cầm theo lệnh bài này sẽ không ai dám ngăn cản người. Đi đi. Vâng. Cơ thiên đạo lợi dụng đạo cụ của hệ thống mang tới mà biến mất. Những năm nay đồ tốt thiên hạ tranh đoạt còn đó, lệnh bài hoàng gia là một trong đống đấy. Cái khác không tiện mang theo cho nên đã để tất cả ở Ma Thiên Các. Buổi chiều. Sư phụ. Quỳ xuống. Đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi không nên giết người. Vị sư không trách ngươi cái này, hả? Vị sư đã nói rồi, đây là nhà của ngươi phải đi cửa chính. Ngươi coi lời của vị sư như gió thoảng bên tai à? Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi vội quay về nên quên mất, sẽ không có lần sau. À, với tính cách này của ngươi, tuy là chuyện tốt, nhưng không thể nào không có quy củ. Cha mẹ ngươi không có ở đây, ta sẽ dạy dỗ người. Không đau. Danh con này dám lươn lẹo. Canh khí hộ thể. Bỏ ngay canh khí hộ thể màu. Sư phụ tha mạng, đồ nhi không dám nữa. Nhanh. Canh khí biến mất. Canh khí biến mất. Tiểu Diên Nhi chỉ là người bình thường. Thiên tính tự do không sai, nhưng không thể lỗ mãng. Ở trên núi thì thôi đi, nhưng đến nơi như là An Dương, chẳng nhẽ không sợ người ta nhìn thấy? Truyền đến tai ác đồ thì sao? Phải trừng phạt mới được. Để làng ta nhớ kỹ một chút. Sư phụ đau đầu đau. Đánh đã tay ghê. Cơ thiên đạo hình như chưa từng đánh Tiểu Diên Nhi. Náo đại,
đến não lục đều bị đánh hết, thậm chí là trọng thương. Mỗi lần cơ thiên đạo đều dùng thuốc cứu bọn họ sống lại, bị ăn đòn từ nhỏ đến lớn. Từ nhỏ là không ở bên cạnh cha mẹ, tình cảm của mọi người vốn có hạn, đâu thể nào thay thế cha mẹ, làng chỉ có thể dựa vào một mình sư phụ. Bây giờ sư phụ làng tôn kính nhất tay ra đánh, có thể không ấm ức à? Đứng dậy, sư phụ đau thật đó. Đâu nào đúng, vi sư nói rồi, trước đó đạo lý dạy người sau này phải nhớ kỹ. Biết rồi ạ, ăn kẹo đi, ăn xong sẽ không đau. Vâng. Nghiêm khắc dạy dỗ đồ đệ, cộng 300 điểm công đức. Mức độ trung thành trên 80%. Chỉ cần không phải là việc khiến đồ đệ thất vọng thì sẽ không ảnh hưởng đến mức độ trung thành. Tiểu Diên Nhi còn dễ dạy, 6 đứa khác đau đầu. Thanh Long Hội nói, không cố phái Lâm Hồ là do đám tu hành giả giả mạo mà thôi, cố ý giả mạo. Phải, bọn họ nói dối, còn nhân cơ hội muốn giết đồ nhi không chịu được nên mới đánh nhau. Đánh nhau là giết. Được rồi, không có tu vi thần đỉnh cảnh, ai dám bắt nạt người. Bọn họ còn mời cao thủ, đồ nhi không phản kháng, có khi sẽ không gặp được ngài nữa. Tính toán thời gian có lẽ phú quý lên về rồi nhỉ, nhưng sao không thấy bóng dáng hắn ta đâu. Vương Phú Quý ra ngoài chưa về, đi theo vi sư một chuyến. Vâng. Sư phụ, sau lưng người có chữ kìa, lau đi.